cá vô một nắng nướng mật ong nha các bạn. Đâu rồi, cho mượn cái kéo qua đây. Bây giờ mình sẽ ăn cá vô một nắng nha các bạn. Mình review cái món này sẽ như thế nào nha. Bây giờ hôm nay mình sẽ có cái món này và các bạn thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Mình sẽ cắt theo đường này để mình chấm nước sốt nha. Đó, với đây. Người ta ăn một nắng, mình thì ở miền Tây mình sẽ có cá dồ một nắng nha các bạn. Bây giờ con cá mình đã thái ra được chị ha, lóc xương ha. Bây giờ mình cố gắng mình chừa cái lằn đầu ở phía trước nè để nó cố định cái miếng thịt của mình nha. Bây giờ mình sẽ chẻ đứt da luôn nha, từ đây. Đó. Các bạn xem nè. Chừa cái đầu cái đuôi ha, khúc đầu mình chừa khúc đầu cái đuôi ha. Đây. Các bạn thấy không? Như vậy nè, là mình phơi một nắng thì nó mới khô được nha các bạn. Lúc đó là nó từng thớ vậy nè ha. Đó, mình chẻ thị phạm sơ cho các bạn xem vậy thôi ha. Con cá xong rồi các bạn, mình thấy gì ha, đang mình ốp để mình phơi một nắng cho nó mau khô các bạn, đúng một nắng là ăn ok nha. Đó, các bạn thấy không, mình thấy đẹp không, nó như những cái vòi bạch tuộc nha các bạn ơi. Đó. Tiếp tục nha, đó thấy không, bây giờ để mình ốp những con cá này ha. Bây giờ mình chuẩn bị đường nha, đây một muỗng canh đường mình để đây sẵn rồi nha. Tiếp tục là mình cho 2 muỗng sa tế nha. Nó 1 muỗng cái 1 muỗng nước nha. Cỡ gì được rồi. Mình hơi thất bại chút nha các bạn. Tiếp tục. Đây, mình cho 2 muỗng ớt bột nha các bạn. Đó, 1 muỗng ớt bột. Cái này nó lên màu luôn nha, nó lên màu con cá mình đẹp luôn nha. Rồi, tiếp tục. Hơn nửa muỗng bột ngọt nha các bạn. Tiếp tục 3 muỗng nước mắm. Đó. Đây nước mắm của mình nha, 3 muỗng nha. Rồi 1 muỗng, rồi 1 muỗng rưỡi đi, 2 muỗng đi. Rồi 3 muỗng nha. Cái này cái hỗn hợp như vậy là ok nha các bạn. Bây giờ mình cứ đánh lên. Theo mình là nó ok đó, được đó. Bây giờ mình chuyển qua mình ốp thôi nha các bạn ơi. Bây giờ mình giả bộ mình lịch sự đi, mình rưới trước nha. Một chút cho mình cũng bóp hết trời nha. Mình rưới ra đẹp đi thôi ha. Thấy các bạn thấy cái nhiên liệu mình mới ốp chưa? Khơi thôi là nó đã đẹp gì nha các bạn. Đó. Bữa nay chắc này là buổi chiều nha các bạn ơi. Bây giờ mình ốp xong nha, mình để vô cái mình bọc màn thực phẩm, mình để vô tới tủ mát nha. Sáng mai mình đem đi phơi tới chiều mai là xong nha. Ngày mốt mình sẽ cho các em cá dồ của mình một nắng sẽ lên sóng nha các bạn. Nhưng mà cái này phải lựa nắng dữ lắm luôn không anh? Nha, mình lựa những con nắng tốt đó nha. Nắng phải nắng gực gỡ nha cả nhà mình. Khi mình phơi một nắng là phải nắng tốt cả ngày mới được, là mới gọi được một nắng nữa mới con cá dồ mình nó mới ngon. Thôi, chào các bạn nha. Như dự kiến thì hôm nay trời lại rất nắng nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình đã đưa những em cá dồ của mình lên phơi các bạn ơi. Các bạn thấy màu đẹp không? Cái màu này là màu tự nhiên của ớt nha, với sả tế mình ốp nha các bạn. Đó, của ớt bột đó ha, nên cái màu nó rất đẹp ha. Rồi, bây giờ là khoảng thời gian chờ đợi thôi nha. Hết nắng nè, hết con nắng này là ngày mai là mình sẽ cho nó lên sóng nha các bạn. Đây, thành phẩm của mình các bạn ơi. Cá dồ một nắng nha, bây giờ gáo mặt nha các bạn. Quá đẹp ha, vàng tươi luôn. À.
ba nhà nắng tốt quá, giờ cũng xế chiều các bạn ơi. Ngày mai mình sẽ cho lên thớt nha. Đây, qua đây mình cũng cảm ơn anh nông dân năm chấm nha, tặng mình ba cái dù trầu bão luôn. Mời con mồi nhậu bia nha các bạn. Tiếp tục chương trình nghe cả nhà. Bây giờ mình đang đem ba con khô ra mình nướng nha. Đây, mình nướng này một chút nữa, khi mà gần chín á, mình sẽ quét một lớp mật ong nha các bạn. Đây mình đang quét mật ong nha các bạn. Ngon quá này. Các bạn thấy không, mình quét mật ong nó bóng lên nha. Trời ơi, đồng thơm mọi người. Trời ơi, mà quét miếng mật ong lên nó thơm thiệt. Nó lửa ở dưới á, nó nóng lên ha, để nó thơm mật ong. Anh chế cái mật ong đó anh quét hết luôn không? Hết luôn. Nói chung là cái này mình quét một mặt nước à. Đây còn cái đuôi nữa kìa. Cái con cá bên kia còn cái đuôi nữa. Đó, thơm quá, thơm mọi người. Rồi, trong khoảng thời gian mình chờ đợi mình nướng con khô nha các bạn, thì mình có làm một món gỏi cốc để ăn kèm nha các bạn ơi. Ngoài ra còn có rau nữa nha, nhưng mà trước tiên là mình có mình sẽ làm món gỏi cốc rồi nha. Đây là nước mắm đường của mình làm nha các bạn. Bây giờ mình chế lên nha, mình trộn, sau đó mình trộn đều nha. Nói chung là mà mình chuẩn bị một chén này là đủ rồi nha, mình sẽ cho hết vào luôn nha các bạn. Sau đó mình trộn lên ha. Rồi. Các bạn ơi, giờ khô mình thép xong rồi các bạn. Cá dầu một nắng thép xong rồi nha. Thơm quá các bạn ơi, thơm mật ong quá trời rồi. Lèo xèo xèo ha, mở vừa tôm ra ha. Kết hợp với cái mật ong mình quét lên nữa nha. Nó vừa vàng, vừa bóng, vừa thơm các bạn. Bây giờ mình đang đợi cái ở phía sau lưng này nó chín cái vàng, nó phồng da lên nó ok. Hello, Hải chào cả nhà nha. Con chào mà cô bác. Con chào mà cô bác. Cả nhà ơi, bây giờ mình đã theo như lời hứa nha, mình đi là làm một món cá dồ một nắng nướng mật ong nha các bạn. Đâu mày cho mượn cái kéo qua đây. Bây giờ mình sẽ ăn cá dồ một nắng nha các bạn. Mình review cái món này sẽ như thế nào nha. Bây giờ hôm nay mình sẽ có cái món này và các bạn thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Mình sẽ cắt theo đường này để mình chấm nước sốt nha. Đó, với này. Người ta ăn một nắng, mình thì ở miền Tây mình sẽ có cá dồ một nắng nha các bạn. Tiện đâu mua cá, luôn mua mực một nắng ăn. Nói chung là hoàn cảnh vợ nói cũng có đúng phần đó nghe các bạn. Khó khăn mà ăn một nắng. Tại vì mình ở đây mình nuôi cá dồ hoài mà không có bán xuất khẩu gì được hết trơn. Bây giờ mình ăn từ từ, cái xuất khẩu cũng được mình ăn. Ây da, nhiều quá. Mình thì ít có uống bia lắm nha các bạn, mình uống nhẹ nhẹ chút chút ha mọi người. Nói chung mà bữa nay có món này nên ép buộc mình phải uống hơn chút thôi. Bây giờ mấy đứa nhỏ con thì uống nước ngọt đi nha. Rồi mấy đứa ăn đi. Bây giờ mình sẽ review cái món này của mình nha các bạn. Nói chung là ăn cái này thì mình nghĩ rằng nên cầm tay mình chấm gì nha. Mình chấm gì nó mới hấp dẫn nha cả nhà. Giờ mời mọi người nha. Vừa ăn không anh? Vừa ăn á. Nước sốt ngon không? Ngon. Sốt này nước sốt me nha cả nhà. Con mời ông bà cô bác ăn. Con mời ông bà cô bác ăn. Cay. Cay lắm hả? Không, cá gì vừa. Cá gì vừa. Tiếp tục nha mọi người. Còn cá thì nó ướt quá ngon. Vừa ăn. Cái này cốc Thái ăn cả nhà.
Quá ngon nha. Ăn phải ăn thứ nữa. Giờ để chút xíu. Rồi ba cho con cũng cái đi. Gia đình ba thấy con cũng mẹ mày khỏi cụm. Nè cũng cũng lấy vô, cũng lấy vô. Đó, mời mọi người nha, mời mọi người uống với mình một miếng bia cả nhà ơi. Con mời mọi người uống. Con mời mà các bác uống. Uống nước ngọt. Con mời ông bà cô bác uống nước ngọt chứ ông bà cô bác không biết có những gì. Rồi. Chưa nắng uống mát dữ à. Mới lại một tiếp. Mời cả nhà nha, mời cả nhà tiếp mọi người. Đứa nào có thích chấm tương ớt thì chấm con. Dạ. Còn cái này nước me, nước giống mắm me. Ngon. Là hết nước sốt là ngon mà. Ngon. Nè ăn ăn cốc thái nữa nè. Quá trời ngon, vừa miệng lắm không? Nước mật ong thơm mùi ong không dứt lên. Thơm. À, cái này thơm ngọt ha các bạn. Thơm ngọt béo. Mọi người cũng biết rồi đó, cái bụng có dồ mỡ lắm nha. Mà ăn ăn cài cặp cặp gần gần cái bụng thì mỡ không. Đúng rồi. Giờ ôm cái nhà. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Vừa không? Vừa nhậu bia không? Vừa ngon. Nói chung mình ăn đồ khô rồi, nhậu bia là hết số mỏng nha. Thấy bộ hai đứa này làm cũng được lắm mà nha anh. Nói chung mới làm cái gì. Ngon quá. Lúc làm thấy ngon quá. Ở nhà mình các bạn. Những ngày mà sắp Tết nha. Bạn bè lại, mình cứ đẩy món này đi, bảo đảm ngon. Nhưng mà mình phơi bột nắng là mình phải bảo quản trong tủ đông nha. Để nó không có khô quá nó sẽ mau hư. Mình phải bảo quản trong ngăn đông mới được. Tốt nhất á, các bạn phơi bột nắng xong á, ví dụ bữa nay phơi bột nắng xong thì ngày mai mình ăn liền nha. Chứ phơi bột nắng là mình bảo quản 2-3 ngày là nó sẽ không ngon các bạn. Quá trời ngon. Chỉ một ngày thôi. Bữa trước bữa sau là mình ăn được rồi. Ăn cái này ăn kèm với xoài hay cốc non này cũng được. Cốc non các bạn, cốc khái non nha. Quá trời ơi, nhìn miếng khô thấy thèm chưa, ướt ác luôn. Trời ơi, quên đó, nãy giờ làm. Mời cả nhà ăn miếng bia nữa nha. Hồi nãy giờ mê mồ nha các bạn ơi. Quên uống bia. Ít nhậu lắm nhưng mà hôm nay cái món này phải uống bia mới ngon. Mà mình cũng không mua nhiều các bạn, mình mua có 5 lon thôi à. Là bảo đảm là uống tới ngày mai chưa hết nữa, tại mình uống dở ẹt à. Uống thùng xong mà 5 lon uống luôn á. Ngon chưa mọi người ơi. Nè cái đoạn với đoạn này khúc khúc này mở không này nghe. Phập phiều á. Đấy là một nắng là nó còn phập phiều ha, chứ còn khô nữa thì nó cứng. Em thấy không, mở không nhỉ. Mấy anh nào mà thích ăn mỡ là gặp mấy cái bụng là không có chịu nổi đâu nghe. Không thể nào tha. Ừ, quá ngon. Béo. Rồi mình thấy con khô một nắng này là im nha. Rồi giờ caramel có nhảy vô phụ không? Ăn đi. Giờ mình nó hơi ngại các bạn ơi. Bây giờ mình tiếp tục nha. Mời cả nhà nghe. Sốt luôn bắt đầu cài. Me ớt tỏi trong đó thôi chứ đâu có gì đâu. Ngon. Mời cả nhà uống bia nha. Mời nhà không biết. Cái dồn một nắng của mình đấy nha. Đó. Cái dồn một nắng cùng với bia nha mọi người. Tết cho cái món này ao bia lắm. Nói chung là tuyệt vời.
ăn khô nó không có ngon đâu. Cái khô này mình phơi khô nó cứng lắm nha cả nhà. Chỉ là mình phơi một nắng vậy thôi là các bạn đúng không? Đúng rồi, phơi mà phơi khô quá là không còn ngon. Hôm bữa mình cũng có làm hay mình phơi hai nắng mà. Khô, khô quá là cứng, không ngon. Cứng. Còn này nó mềm. Cắm dày ngon. Cả nhà mình đó ha, thấy mình cái món cá dồi một nắng này nè, mà ngon, ăn mà ngon mà thú vị ha. Các bạn nhớ cho mình một like, một share, một lượt đăng ký nha các bạn. Mình hy vọng các bạn ủng hộ mình tiếp tục lâu dài nha. Mời cũng ngon. Mình gắng tìm tòi học hỏi đầu thêm ha, rồi gắng ra những cái món ăn ngon ngon cho cả nhà thưởng thức nha. Nói chung rồi, tháng nay mình cũng cảm ơn anh nông dân năm chấm nha. Thật sự nông dân năm chấm với mình lên thứ một nha các bạn. Đây mình làm hai kênh, hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. Ngon quá cả nhà. Được, đọc. Quá ngon. Chán cái đĩa nước sốt này kết hợp với cá này thật sự tuyệt vời. Cái đó cũng bình thường thôi nha, cái đó cũng chỉ là nước mắm me thôi, mà tại mình nấu rồi lên á, mình xào nấu cho kẹo. Ba cho con làm hết này không? Không. Không hết rồi. Không hết. Lát em vô sao mới phụ. Còn 4 bông lon. Thôi bữa nay em quay cho. Nãy em không vô đâu. Uống đi. Em không vô mà. Cái này ngon mà. Mời cả nhà gói cốc nha. Bên hồi sáng mình đi mua xoài á, cái nhớ lại nhà mình còn cái cốc. Rồi làm gói cốc ăn ngay dưới cái món này thôi, chịu gì nổi. À, giờ tiếp tục mình mời cả nhà một miếng bia đấy nha. Đây cái bữa ăn cá dồ một nắng với bia của mình cái đây tạm kết thúc nha cả nhà ơi. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ gia đình của Hải nha. Thôi giờ mình tạm biệt nhau nha cả nhà ơi, hẹn gặp lại ở clip sau nha. Con tạm biệt ông bà cô bác.